Xin chào mọi người nha. Hôm nay thì lại là một ngày mới với chân gà. Bữa nay Lợi sẽ bày thêm một cái món nữa. Nói chung là lần đầu Lợi làm luôn và Lợi thử coi nha. Trời thì vẫn đang mưa lác đác đây, chưa tạnh luôn. Nhưng mà bây giờ trễ rồi, phải quay cho cô chú chị mình xem nha. Đi theo Lợi. Đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị một cái lò như thế này và bỏ than vô. 1, 2, 3 lên lửa luôn nha cả nhà ơi. Bây giờ sử dụng một cái chài và một cái cối, bỏ ớt vào ha, cho một xíu đường vô nha cả nhà, và một ít bột ngọt vô. Chúng ta sẽ đâm cho nhuyễn ra để dễ ốp hơn, cho nó thấm hơn nha. Đây, vào bỏ vô trong một cái dĩa này, cái dĩa hay cái chén ta? Sao vừa giống cái dĩa gì giống cái chén nữa ha. Rồi tiếp tục bỏ chân gà ra dĩa như thế này luôn nha cô chú anh chị. Đây là chân gà ủ vị siêu cay hàng Việt Nam, chất lượng cao siêu ngon luôn nha. Bây giờ là sẽ cho lên bếp và là sẽ nướng cho cô chú anh chị mình xem ha. Đây là ở nhà quậy quá, rảnh quá không biết làm gì, bắt chân gà ra nướng vậy thôi, chứ bình thường là cô chú anh chị chỉ cần xé ra và mình ăn thôi. Cái nước sốt hồi nãy á mình chan lên, chan vừa vừa thôi nha cô chú anh chị ha, tại vì cái chân gà này đã ướp gia vị rất là vừa rồi. Wow, rất là thơm và Lại thấy có vẻ là nó sẽ rất là cay luôn nha, tại vì cái chân gà này là Lại lấy cái loại cay hơn mà Lại còn bỏ ớt với lại chan cái nước sốt đó lên nữa. Thì thôi bây giờ là mình ăn thử nha cả nhà, mời cả nhà mình nha. Chưa ăn, lần đầu Lại ăn nè. Sau khi nướng lên cái da nó giòn, ăn nó ngon bá cháy bầu chét luôn. Do là gia vị trong cái chân gà này á là nó đã ướp sẵn rồi, rất là vừa ăn rồi, nên cả nhà mình nó chỉ cần chan một xíu sốt lên thôi nha, đừng chan nhiều quá nó sẽ bị mặn nha cả nhà, thấy không? Quá ngon. Với lại cả nhà nêm đường nhiều chút xíu cho nên nó đỡ mặn hơn nha, ngon lắm. Quá đã. Cái này là Lợi quậy ở nhà, Lại rảnh rỗi nên Lại bày ra Lại làm đó. Còn ở nhà cô chú anh chị mình có thể mua về, cô chú anh chị mình có thể mua về và xé ra ăn liền thôi, rất là tiện, tại vì này Lợi rảnh quá Lại không biết làm gì. Lại quay một cái clip nướng chân gà này lên thử coi nó như thế nào thôi đó. Còn cả nhà thích thì làm theo, còn không thích thì thôi, mua về ăn như thế này thôi cũng ok nha cả nhà. Cảm ơn mọi người rất nhiều, muốn mua hàng nhấp vô giỏ hàng giùm Lợi nha. Bye bye.